Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Trung Quốc rút tàu Hải Dương 8 ngay sau khi giàn khoan Hakuzu 5 kết thúc thăm dò. Trung Quốc hôm 24 tháng 10 rút tàu thăm dò Hải Dương 8 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam ngay sau khi có thông tin giàn khoan Hakuzu 5 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thăm dò gần khu vực bãi thứ 9. Theo dữ liệu hàng hải của Marine Traffic được Reuters trích dẫn hôm 24 tháng 10, tàu Hải Dương 8 đang rời khỏi vùng biển Việt Nam hướng về phía Trung Quốc với sự hộ tống của hai tàu khác. Trước đó một ngày hôm 23 tháng 10, các nguồn tin không chính thức cho biết giàn khoan Hakuzu 5 của Nhật mà tập đoàn Rosneft của Nga thuê thăm dò dầu khí ở lô 06.1 ngoài khơi thêm lục địa Việt Nam đã hoàn thành các hoạt động và bắt đầu rời khỏi vị trí. Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 vào thăm dò quanh khu vực hoạt động của giàn khoan Hakuzu 5 từ đầu tháng 7 và gây nên căng thẳng nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã nêu vấn đề Biển Đông tại diễn đàn Hương Sơn, Bắc Kinh, trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tuần trước tuyên bố trong một buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội rằng Việt Nam sẽ không nhân nhượng trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ theo truyền thông trong nước. Ngay sau khi ông Trọng lên tiếng, một ngày người phát ngôn cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Hà Nội phải đối thoại với Bắc Kinh để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Trong vòng hơn 3 tháng qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần tố cáo tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Việt Nam, trong khi Bắc Kinh luôn khăng khăng rằng tàu Hải Dương 8 luôn hoạt động trong vùng biển hợp pháp của họ. Cho đến tối ngày 24 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về hành động rút tàu thăm dò của Trung Cộng khỏi bãi tư chính. Công chúng và nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế trong những tháng qua đã kêu gọi chính phủ Hà Nội có hành động pháp lý chống lại Bắc Kinh vì hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, như Bộ Ngoại giao đã nhiều lần cáo buộc đối với tàu Hải Dương 8 của Trung Cộng. Tuy nhiên, một cuộc biểu tình của một nhóm người nhỏ dân Hà Nội ngoài Đại sứ quán Trung Cộng hồi tháng 8 đã bị công an giải tán. Không có dấu hiệu nào cho thấy Hà Nội sẽ kiện Bắc Kinh ra tòa quốc tế như các chuyên gia Mỹ từng khuyên. Nhưng hồi tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng các hành vi cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam trên vùng biển của mình là sự vi phạm pháp luật quốc tế Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Hồi tháng 7, chuyên gia nghiên cứu về Hải quân Trung Quốc của Trường Hải chiến Hoa Kỳ Ryan Matheson nói với VOA rằng Trung Quốc quyết tâm ngăn chặn Việt Nam khai thác tài nguyên dưới đáy biển. Sau khi Hà Nội cho phép công ty dầu khí Nga Rosneft thuê giàn khoan dầu của Nhật Hakuzu 5 để khoan thăm dò vùng biển phía tây bãi Tư Chính. Giàn khoan Hakuzu 5 ban đầu được dự kiến hoạt động đến ngày 15 tháng 9 theo truyền thông trong nước. Tuy nhiên, theo trang nguyentandung.org, giàn khoan này đã kết thúc việc thăm dò và đã rời đi hôm 22 tháng 10. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu IISS cũng nói với Reuters rằng Trung Quốc chỉ rút tàu Hải Dương 8 ngay sau khi giàn khoan Hakuzu 5 hoàn thành thăm dò ở lô 06.1. Theo nhận định của nhà nghiên cứu này, Trung Quốc quyết tâm gây áp lực lên Việt Nam để ngừng khai thác sản xuất dầu khí chung với các đối tác nước ngoài trong khu vực này. Tháng trước cũng đã có thông tin cho rằng tập đoàn dầu khí Mỹ ExxonMobil sẽ rời Việt Nam vì sức ép của Trung Cộng. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó đã phủ nhận thông tin này và cho biết mỏ cá voi xanh vẫn tiếp tục hoạt động. Trước đó, tháng 7/2017 đến tháng 3/2018, Hà Nội được cho là phải dừng hai dự án khai thác dầu khí đối với đối tác Repsol của Tây Ban Nha vì sức ép của Trung Cộng. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhiều khả năng Trung Cộng sẽ đưa một giàn khoan dầu vào khu vực mà tàu Hải Dương 8 đã tiến hành các cuộc thăm dò trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong những tháng qua. Cách đây 5 năm, Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, làm căng thẳng tăng cao trong mối quan hệ giữa hai nước và làm dấy lên các cuộc biểu tình ở trong và ngoài nước Việt Nam. Reuters
Dẫn dữ liệu từ trang web chuyên theo dõi các hoạt động của tàu thuyền trên biển đưa tin cho hay tàu khảo sát hải dương địa chất 8 của Trung Cộng đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam sau hơn 3 tháng khảo sát ở đây. Tin cho biết tàu này đã rời đi sáng ngày 24 tháng 10 với sự hộ tống của ít nhất 2 tàu Trung Cộng khác theo dữ liệu của Marine Traffic, một trang web theo dõi hoạt động của tàu thuyền trên biển. Căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh leo thang khi Trung Cộng cử tàu đến khảo sát vùng biển ngoài khơi Việt Nam ngay từ đầu tháng 7 năm 2019. Trong tháng 8, sau hơn một tháng hoạt động thăm dò địa chất thềm lục địa khu vực trầm tích Tư Chính, tàu này cập bến đá Chữ Thập và đá Subi vài ngày để lấy nhiên liệu và thay thủy thủ đoàn, rồi lại quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đá Chữ Thập vốn là đối tượng tranh chấp của Trung Cộng, Việt Nam, Philippines và Đài Loan. Trên thực tế, Bắc Kinh chiếm toàn quyền kiểm soát nơi này kể từ năm 1988. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần cáo buộc tàu khảo sát này và các tàu hộ tống vi phạm chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu các tàu Trung Quốc ngay lập tức rời khỏi khu vực trên. Reuters cũng nói là họ đã gửi email yêu cầu bộ này bình luận nhưng hiện chưa nhận được hồi đáp. Trong khi đó, hồi tháng 8, một cuộc biểu tình của những người phản đối hành động trên của Trung Cộng dự tính tổ chức bên ngoài đại sứ quán của Trung Cộng tại Hà Nội nhưng đã bị nhà cầm quyền dẹp bỏ. Trong cuộc trao đổi với BBC News tiếng Việt hôm 24 tháng 10, thành viên Ban nghiên cứu luật biển và hải đảo thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng Trung Quốc đã hoạt động đa mục tiêu sau 3 tháng triển khai các hoạt động của tàu thăm dò địa chất này cùng với đội tàu hộ tống áp tải. Nhà nghiên cứu đưa ra phân tích cho rằng Trung Cộng rút tàu còn có lý do cân nhắc tam giác quan hệ an ninh giữa Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ, đặc biệt trong tình hình Mỹ có các điều chỉnh trên bàn cờ an ninh chiến lược quốc tế mà trong nội bộ Việt Nam có sự nhận thức mới. Việc kiện Trung Cộng ra tòa quốc tế hay cơ quan tài phán quốc tế là một biện pháp và vũ khí cuối cùng. Ông Hoàng Việt nhấn mạnh với BBC ngay trước thềm bàn tròn thứ 5 từ London mà sẽ đề cập diễn biến mới này vào tối ngày 24 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, thành viên Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS cũng là nghiên cứu viên cao cấp của Viện ISEAS có trụ sở tại Singapore cho biết Trung Cộng không muốn bất kỳ công ty nào ngoài ASEAN khoan dầu ở Biển Đông. Ông Hợp cũng cho biết Trung Quốc chỉ rút tàu sau khi giàn khoan dầu Hakuzu 5 của Nhật Bản hoàn thành việc khoan tại khu vực lô 06.01 do công ty dầu khí Rosneft của Nga vận hành. Cũng từ tháng 7, các tàu hải cảnh Trung Quốc cũng hoạt động quanh khu vực có giàn khoan nói trên, theo dữ liệu của trang web Marine Traffic. Trung Quốc quyết tâm gây sức ép để Việt Nam nhằm chấm dứt hoạt động thăm dò và khai thác dầu chung với các đối tác nước ngoài trong khu vực, ông Hợp được Reuters dẫn lời cho biết. Năm ngoái, Việt Nam đã tạm dừng dự án khoan dầu và đã cấp phép cho tập đoàn Repsol ở lô cá rồng đỏ ngoài khơi bờ biển Đông Nam cũng vì áp lực của Trung Cộng, theo các nguồn tin quốc tế. Còn một công ty con của Rosneft gần đây cũng lo ngại rằng việc vận hành khoan dầu tại đây có thể khiến cho Trung Quốc nổi giận. Tuần trước, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng nói trong một cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà Nội rằng Việt Nam sẽ không bao giờ nhân nhượng trước những vấn đề thuộc về chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Biển Đông cũng nằm trong nghị trình bàn thảo kỳ họp thứ 8 Quốc hội Việt Nam khóa 14. Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra yêu cầu về việc phân tích dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới trong và ngoài nước, nhất là tình hình Biển Đông, chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn Hương Sơn lần thứ 9 tại Bắc Kinh hôm 21 tháng 10 thì nói rằng các đảo ở Biển Đông là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Chúng tôi thậm chí sẽ không cho phép lấy đi một tấc lãnh thổ mà tổ tiên của chúng tôi đã để lại, ông này tuyên bố. Có vẻ Trung Quốc sẽ cử một giàn khoan đến khu vực mà Hải Dương Địa chất 8 đã thực hiện các cuộc khảo sát địa chấn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
Ông Hợp nói theo Reuters. Ông Derek Grossman, chuyên gia cao cấp Trung tâm Chính sách Châu Á-Thái Bình Dương RAND Corporation hôm 20 tháng 10 cũng nói với BBC News tiếng Việt rằng trong tương lai gần rất khó hình dung đến một kịch bản mà trong đó Trung Quốc lại quyết định rút hoàn toàn khỏi bãi tư chính. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.